Đạo lý dung Phật quê ở Gia Trung, tên thường gọi pháp danh là Thiện Hải, chuyên cầu kinh thiêu độ dân linh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Khổ giả chân khổ giả, nguy tay vẫn nguy tay, quả thật là lấy người đại tử của Đức Như Lai. Nhưng ta đang có mắt không chồng, chạy ta mau trở lại giao chân ta loại. Thất lễ thất lễ, đại tử đây hữu nhãn cho châu, xin gật đầu phải chiến công thư, xin chung thứ phòng nhân một thời. Một sân quả mà lửa cháy rần rần, kim cất mọc đầy hay dạng dạng. Ta nhớ chủ vương đem lòng bội hoàng, ta nghe lời này là đất kỷ hại dân. Nhờ có thấy công tới đất, ta đốt tan chinh thất, bắt đặng nhà thương châu sự chủ mấy ân. Vậy ta đem thái bình về thiên hạ, lớn lãng khen quan lai tài tài chạy cho đêm. Thank you.
Nam mô